xin chào tất cả mọi người nha. Trên tay mình đây bây giờ là bộ khóa thể truyền thông mọi người. Bộ khóa thể truyền thông này có nhiều hình lắm mọi người. Mình hôm nọ mình thấy ở trên mạng ấy thì mình thấy rất là hay nè. Mình có đặt về mình thử chơi xem sao ấy mọi người. À, bây giờ mình chúng ta thử bắt đầu mở ra xem như nào nha. Ok mọi người ơi, trong này có ba dụng cụ này, cho ba dụng cụ mọi người. Cho một là cái búa này, cái chổi này, với cả cái kiểu như cái xe beng ấy mọi người. Cái búa này cầm khá là ok, khá là chắc chắn. Đấy. Sau là cái xe beng này mọi người, cái xe beng này đập nhìn giống như chân tử quá mọi người. Bố như bố thôi. Bây giờ mình bắt đầu nha, mình bắt đầu mình mở ra để mình chơi nha mọi người nha. Nhìn thế này thôi mọi người, nhưng mà khá là cứng mọi người. Cái cục gạch cao này nó cứng lắm mọi người, cực kỳ cứng luôn đấy, nhìn thấy rất là cứng. Có hơi bao nhiêu cái mới bật ra mà nha, đặc biệt nha, chỉ có những chỗ nào mà có xương khủng long ấy, có xương khủng long rồi ấy, mình đập vào ấy thì nó mới kiểu dễ nó bả ra thôi. Còn nếu nào chỗ ấy mà không có xương, chỗ nào mà không có xương khủng long nhá, khi mình đập vào ấy, mình đập vào thì cảm giác vừa vì nó không bật được cả mạng ra đâu mọi người. Đấy, nên là mình khi mà mình đập đây, khi mình chơi mình đập mình rất khó, rất là khó chịu mình đập. Cầm cái xe bang đập thế rất là lâu ấy, nên tôi cầm lên tôi đập luôn nó rơi cả mạng luôn mọi người ạ. Thank you.
xong hết rồi này mọi người ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ mang đi rửa nhá mọi người. Mang đi rửa cho sạch sẽ rồi bắt đầu vào lắp ráp rồi mọi người ạ. Tôi rửa qua nước nhá. Đây, lúc này không này là bây giờ tôi vào tôi lắp ráp này mọi người ạ. Tôi vào lắp ráp này. Thì lắp ráp đơn giản thôi mọi người, nhưng thực sự ấy, thực chất là nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Tại vì sao? Nó không có cái hình nghĩa gì cả. Đấy, đây là cái búa này là búa chơi Lego đấy mọi người. Cái khoai tôi cầm cho tôi ghép luôn mọi người. Mà một lúc nào mãi mà không ghép được ấy mọi người. Rai quay đâu lắm tôi rai quay chứ. Ghép ra, ghép vào rồi tháo ra rồi lắp sai ấy mọi người. Có thêm một cái em khủng long, em xưa khủng long này trưng bày rồi mọi người ạ. Mọi người nhớ đăng ký kênh nhé. Hẹn mọi người gặp mọi người video lần sau nhé mọi người nhé.